Chào mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn điều chỉnh cái đầu cân driver GDPI 3000. Điều chỉnh cái đầu cân này thì trước tiên là mình sẽ mở máy. Sau đó mình sẽ nhấn cùng lúc nó trên đây. Ra can đúng không? Bấm phím tè này thì nó sẽ lấy đỉnh không. Và bây giờ nó sẽ nổi ra cái số ký 60 thì mình vào đặt 60 ký lên. Tè cho nó chết chết rồi tự hiểu luôn đường dễ ha. Thôi đặt lên 10 ký nữa coi, 70 lấy xuống nè. Đó là cách hiệu chỉnh.